sẽ là một vai diễn khác hoàn toàn so với Tô Dũng của trước đây. Những hình ảnh trước đây mà quý vị đã xem, quý vị đã quen thuộc với Tô Dũng, hình ảnh bạch bao này, có thể là trải chuốt, có thể là đẹp đẽ một chút, nhưng mà lần này thì sẽ khác hoàn toàn, sẽ gai góc hơn, sẽ là một người dân lao động. Và tính cách cho đến ngoại hình, cho đến giọng nói, mọi thứ sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác của Tô Dũng trước đây trong mắt quý vị. Bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng thì là một phim nói về những người dân lao động. Thì như quý vị đã biết là ở trong xã hội mình thì có rất nhiều kiểu người khác nhau ấy. Thì dân lao động thì cũng có rất là nhiều người, ví dụ như là người tốt này, người xấu này, có người cũng rất là đẹp nhưng có người thì cũng rất là gai góc. Thì khi mà mình được mời làm vai này thì mình đọc qua kịch bản, mình thấy là đây là cơ hội để mình có thể làm khác mình đi một chút. Mình chưa biết là khán giả có đón nhận hay không, có thích hay không, nhưng quan trọng là mình được làm cái gì đó khác so với cả mình của trước đây. Và đó là cái điều làm mình rất là hưng phấn và rất là hứng thú khi mà nhận cái vai diễn này. Và chắc chắn là mình nghĩ là mọi người cũng sẽ có cùng suy nghĩ như là mình khi mà xem cái nhân vật này của mình ở trên phim. Ngoài cái việc hóa trang ra thì mình cũng về khoản ăn uống ấy, thì mình cũng bớt ăn bớt uống đi một chút, cũng thức đêm nhiều lên một tí để có được cái một chút gì đó gọi là cái sự khắc khổ của người dân lao động. Tóc tai rồi râu ria mọi thứ, với cả mình để ý ở cái khu vực mình sống, có thể là ở cái ngôn ngữ của địa phương ấy, thì mình cũng tìm cách là mình sẽ không nói chuyện một cách bình thường nữa, mà mình đưa những cái thủ ngữ địa phương vào để cho làm sao mà nó ra được chất. Tất nhiên nó sẽ tổng hòa từ rất là nhiều yếu tố. Nhân vật này là một người bố, gia đình thì lại không có điều kiện, sống trong môi trường nó lao động, nó khổ cực từ nhỏ, và nó trong cái cuộc sống gia đình thì nó gặp rất là nhiều biến cố, thành ra là nó sinh ra là cái tính cách con người, rồi là vì cái hoàn cảnh cho nên là cuộc sống điều kiện mọi thứ nó không được đầy đủ, nó khó khăn, thành ra nó sẽ tạo nên một cái sự gai góc trong trong cái phong cách này, trong cái sinh hoạt này, trong cái lời ăn tiếng nói. Bộ phim thì được quay ở khá là nhiều, như là chủ yếu ở chợ Hoa Quả Long Biên và xóm trọ ở trong đó. Thì thật sự cái cảm xúc của mình rất là muốn chia sẻ, đấy là khi mà bước vào bối cảnh ấy, tự nhiên mình cảm thấy là cuộc đời của mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì đó là một cái xóm trọ nghèo, nó rất là lụp sụp, nó dành cho những người dân lao động. Thì mọi người biết là đúng nghĩa là có chỗ để gọi là để nghỉ ngơi thôi, còn sau đấy là cả ngày là chỉ lao động thôi, mà nó rất là lụp sụp, nó rất là bẩn, nó rất là ẩm thấp. Thì mình thấy là cuộc đời mình còn hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Và khi mà đoàn quay ở trong đó thì cái không gian ở xung quanh nó cũng không được vệ sinh cho lắm, nhưng mà nó cũng tạo lên một cái ấn tượng rất là sâu sắc trong mình. Đấy là khi mà những người ngoài vào thì mọi người có thể thấy đấy là một cái không gian nó không được sạch sẽ lắm, và thật là khó để ngồi chơi, khó để ngồi ăn uống. Nhưng mà đoàn phim thì ở trong đó mấy tháng trời, ăn uống ngon lành, ngủ ngon lành, không có vấn đề gì cả. Nó cũng là một cái ấn tượng mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mình quên. Bản thân chúng mình là những người diễn viên chuyên nghiệp, có thể nói là như vậy. Hai nữa là ví dụ như là chị Thanh Hương này, hay là chị Minh Cúc này, thì là những người chị, những người bạn đồng nghiệp của mình mà mình đã quen biết và thân thiết rất là lâu rồi. Thành ra cái không khí trên phim trường nó rất là thoải mái. Với cả một cái nữa là mình cũng làm quay rất là nhiều với cả anh Hoàng Hải. Thì đúng ra mình phải gọi là chú cơ. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Mới đầu rất là lo lắng. Bởi vì sao? Vì cái lứa thế hệ 9X như mình ý, cảnh sát hình sự nó đã in sâu vào tâm trí mình rồi. Có thể nói là một cái thần tượng của tuổi thơ. Nhưng mà đến nay mình lại được làm việc cùng, thì mới đầu rất là cảm thấy rất là căng thẳng ấy. Nhưng mà dần dần thì cũng có thể là mình đã được va chạm nhiều rồi, thì mình biết cách là biến cái căng thẳng đó thành cái sự hưng phấn. Thành ra là khi mà làm việc thì mất
Thực ra chắc chỉ mất 1-2 phân đoạn đầu tiên khi mà gặp nhau thì nó còn hơi gượng gạo một chút, còn sau đấy thì là không khí hoàn toàn là thoải mái và rất là dễ chịu. Bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đạp Sao của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đăng Dũng là một bộ phim nói về những người dân lao động nghèo. Thì mỗi người một tính cách, mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh. Tuy nhiên ở trong đó ai cũng muốn được vươn lên trong cuộc sống, ai cũng muốn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Và hy vọng rằng bộ phim sẽ truyền tải cho quý vị thật là nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, cũng như là những tiếng cười thật sự là sảng khoái sau một ngày làm việc căng thẳng. Cầm đàn cứ hát mênh mông trời chiều, một người ngồi vẽ chữ yêu, một mình trải lòng giữa chốn hoang sơ cỏ dại, một mình ngồi buồn vu vơ, để rồi giọt đàn cứ ngấm vào chiều tà, để rồi lòng tự biết đau buồn, vì cuộc đời có quá nhiều giang dở, buồn cuộc sống không chút bình yên. Chạy trốn bon chen ngày thường, tìm về nơi thênh thang chỉ có ta, ngồi hát bài hát riêng ta, ai à ta viết cho ta. Ai à, thời gian vẫn trôi, ai à, tình yêu đã qua, ai à, cuộc sống riêng ta chỉ dành cho ta, ai à, buồn đau trong qua, ai à, tình yêu sẽ quay lại, ai à, hiên ngang lên sớm cuộc đời của ta.